Thì hôm nay đó là ngày thứ 9, thứ 10 gì đó. Sau khi đi tiêm về, cái mặt mình vẫn chưa gom lại đây. Chào tất cả mọi người. Hai mọi người, lâu lắm rồi mình mới gặp lại mọi người trên vlog. Đây là quyết định mà mình tự đưa ra, không ai ép, không ai chê, không ai vẽ vời cho mình cái gì hết. Và mình tự cảm thấy là hàm của mình hai bên nó không có được đều nhau. Và cái mặt của mình nó hơi kiểu bị chubby một chút. Mình muốn cái gương mặt thon gọn và cân đối hơn, nên là mình quyết định đi tiêm thôi. Bây giờ mình sẽ đi nghe tư vấn. Sau khi nghe tư vấn xong, nếu mà mình không thích thì mình có thể không tiêm. Cái Botox này thì cỡ 8 tháng, 1 năm rưỡi sau thì nó cũng sẽ tan. Không phải tan mà kiểu nó sẽ đào thải khỏi cơ thể của mình đó, thì gương mặt của mình sẽ trở lại như cũ. A few moments later. Sau khi đi tiêm về đây, không biết mọi người thấy không, mà đây là ba cái dấu mờ mờ. Đó thì đó là ba cái dấu mà tiêm vào đó, mỗi bên mình tiêm 3 mũi. Những bạn nào mà hơi sợ tiêm thì nghe có vẻ hoảng á, tại vì tiêm 3 mũi thì hơi nhiều, nhưng mà thật ra là rất là nhanh và chị tiêm cũng mát tay lắm. Thì bây giờ mình chỉ cần theo cái chế độ kiêng khem của chị là không rượu bia, thuốc lá, không cà phê, không các loại thuốc kháng sinh, các loại thuốc kháng viêm trong vòng 5 ngày. Và từ bây giờ tới ngày mai thì mình không có được tác động mạnh, massage mạnh, cũng như là tập thể dục mạnh để cho tránh cái thuốc Botox nó bị chạy vòng vòng á. Chú quy lại là cái xương của mình làm như thế này, nhưng mà cái hàm của mình khi mà mình nhai nhiều quá và cái cơ nó bị to ra thì nó bị bè ra như thế này. Thì bây giờ chị tiêm cái thuốc Botox nó vào, làm cho cái cơ của mình nó gọn lại và cái mặt của mình nó sẽ bám sát vào xương hơn đó. Thì cỡ 3 ngày mình sẽ thấy kết quả nhẹ nhẹ, còn cỡ 14 ngày xong mình sẽ cảm thấy kết quả rõ rệt hơn. Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ 2 sau khi tiêm. Thì mọi người thấy cái mặt của mình nó sưng nè, nó vuông ra luôn. Nó mời thấy cái ngạnh này nó bự ra không? Bây giờ thì nó đã đỡ đau hơn rồi. Hôm qua với lại hôm kia thì nó nhức. Hôm qua thì có đỡ nhức hơn một chút, còn hôm kia thì cực kỳ nhức luôn. Và mình không nhai được gì hết, mình chỉ kiểu gần như là nuốt á, ăn được mấy cái mềm như là mì với bún thôi. Còn hôm nay thì mình đã nhai được rồi. Tuy nhiên là những cái đồ cứng như thịt thì mình vẫn chưa nhai được. Mà mọi người coi cái mặt mình thành hình vuông rồi, mình cột lóc lên cho mọi người thấy rõ. Thành hình vuông rồi nè. Nhưng mà đây là một phản ứng rất là bình thường khi mà mình tiêm vào, thì nó phải kiểu phản ứng với lại thuốc á, rồi từ từ thì nó sẽ xẹp xuống. Hi mọi người, thì hôm nay đó là ngày thứ 9, thứ 10 gì đó. Sau khi mình tiêm, gương mặt của mình đã trở lại cái shape ban đầu trước khi tiêm luôn, là không còn sưng nữa, hết bị sưng cách đây vài ngày rồi và mình có thể nhai bình thường được. Tuy nhiên là vẫn có một chút gì đó hơi ngượng ngẹo, tức là mình nhai vẫn chưa được tự nhiên lắm. Thì hôm nay là cỡ hơn 2 tuần sau khi mình tiêm Botox thì cái mặt mình vẫn chưa gom lại. Đây là cái mặt đó, kiểu nó như nó không khác gì so với lúc mình chưa tiêm hết. Thì mình mới lên cho chị check lại cho mình, và chị nói là khi mà mình cắn lại á, thì chị vẫn cảm nhận được cơ, kiểu vẫn còn cơ trong cái hàm mình á, nên là chị sẽ tiêm cho mình thêm nửa cc hai bên nữa. Kiểu ít thôi chứ không có tiêm nhiều thì sẽ bị quá liều và mặt mình sẽ bị đơ đó. Và một tuần sau mình sẽ báo lại cho chị xem như thế nào. Hello tất cả mọi người, cuối cùng thì vlog tiêm Botox cũng đã được lên sóng rồi. Từ lúc mình tiêm Botox cho tới bây giờ là khoảng 2 tháng rưỡi, thì mọi người thấy đây chính là kết quả cuối cùng. Mặt của mình đã gom lại và nhìn gọn hơn rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ giải thích luôn tất tần tật những thứ mà mình biết về quá trình mình tiêm, cũng như là cái sự thay đổi của gương mặt mình. Nhưng mà mình có thể thấy là ban đầu mặt mình rất là vuông. Cái khúc này là mọi người, nó bị bè ra do là phần cơ mình nhai á. Mỗi ngày mình nhai thì cái cơ mặt nó to ra. Thì trong 2 tháng qua có 2 điều đã thay đổi trên gương mặt của mình, khiến cho mặt của mình càng lúc càng nhỏ lại. Thì thứ nhất là mình đã tiêm Botox. Thì thứ hai là mình đã giảm được khoảng 5kg. Mọi người sẽ hỏi là ủa tại sao không giảm cân đi, thì đỡ phải tiêm Botox cho đỡ tốn tiền. Thì nếu mà mình giảm cân không á, thì cái phần má của mình sẽ hóp lại, tức là cái phần gò má sẽ lộ ra, nhưng mà mặt mình vẫn sẽ bị vuông. Tại vì cái phần to thật sự ở dưới này là mọi người, là cơ chứ không phải mỡ. Khi tiêm xong thì cái cơ của mình á, nó sẽ rút lại và bám sát vào xương hơn. Bây giờ thì mình rờ ngay cái khúc này nè, là xương mặt của mình luôn. Nói thêm cho những bạn nào chưa biết là sẽ có ba cái chính trên gương mặt của mình,
cơ, mỡ và xương. Những bạn nào mà to xương mà muốn mặt nhỏ thì buộc phải gọt hàm. Còn những bạn nào mà to cơ thì có thể lựa chọn tiêm Botox như mình. Còn nếu như các bạn to phần mỡ, nói chung là mặt các bạn nhiều mỡ, thì các bạn có thể tiêm tan mỡ hoặc là giảm cân để cho mặt các bạn ốm lại. Bây giờ thì mình rất là hài lòng với cái kết quả này. Lúc trước á, nếu mà mình nghiêng qua một bên á, thì mặt của mình sẽ có một cái phần vuông như thế này. Mà nếu mà các bạn so sánh hai bài boss trên Insta của mình, một bài boss là ở tháng 4 và một bài boss là gần như mới đây nhất, thì các bạn thấy cái mặt của mình nó hóp lại giống như là chỉnh Photoshop vậy. Đây mình quay gần lại cho mọi người xem cái kết quả sau 2 tháng. Thì như mọi người thấy là cái mặt của mình nó vẫn còn hơi lệch. Thì cái việc mặt lệch nó chỉ có thể chữa được bằng cách là thay đổi thói quen hàng ngày của mình, như là nhai hai bên hoặc là ngủ không có xoay qua một bên nữa. Sau kiểu một thời gian dài mặt của mình mới hiệu chỉnh được. Ngày xưa thì mình cũng có đi niềng răng, nhưng mà niềng răng không thật sự giúp cho mặt các bạn nhỏ lại hoặc là giúp cho hàm các bạn đỡ lệch được. Nó chỉ đỡ một phần nào thôi chứ nó không thể nào hết được hết. Thì sau này mình mới biết cái chuyện đó. Khi mà mình nhai mình nhớ ra là mình đổi bên, hoặc là mình ngủ thì mình nhớ ra thì mình nằm thẳng lại thôi. Chứ cái việc tiêm Botox thì các bạn cũng không thể nào làm cho hai cái mặt của mình nó đều nhau được. Nhiều bạn hỏi mình là tiêm có đau không, thì mình thấy cái lúc mà mình tiêm nó không có đau lắm, kiểu như một cái vết cắn thôi, một cái vết côn trùng cắn thôi, rất là nhanh. Cái thao tác tiêm hai bên không có tới 5 phút nữa. Cái lúc mà tiêm xong rồi á, về nhà mình mới cảm thấy nhức. Trước khi mà mình đi tiêm Botox mình cũng có tìm hiểu trước và kiểu đọc comment rồi dạo qua chỗ này chỗ kia để tìm chỗ tiêm á mọi người, rồi xem review của mấy chị đã tiêm rồi. Thì họ nói là có những mặt là tiêm và nó sẽ gom, còn có những mặt là tiêm nó sẽ không gom, kiểu không có khác gì nhiều hết. Thì mình cũng hơi sợ kiểu có khi nào mình là cái mặt mà tiêm không gom không. Thì đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với mọi người sau cái đợt tiêm Botox lần này. Nếu như các bạn có câu hỏi gì thêm thì cứ nhắn tin hoặc là comment ở dưới, mình sẽ trả lời ha. Mình hy vọng là mình sẽ truyền được động lực cho những cô gái ngoài kia, ai đang muốn đẹp hơn, xinh hơn, sẽ có dũng cảm để đi làm. Ok, vlog ở đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên hãy like và subscribe để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp các bạn vào những vlog lần sau.